Hey, đây là Nana Lan vừa mới về đây nha. Ôi, cả nhà coi đã chưa? Cho Nana về là cái này tầm ký ý hơn á cả nhà, cả tầm ký rưỡi 2 ký ha. Có nhiều trẻ nhỏ hơn tầm ký. Nhưng mà đa số là trên ký rưỡi 2 ký, 200 ngàn ký ở đây. Này rất là to nha. Mà không những to mà vỏ nó mỏng mít, hạt nó ngọt lắm, ngon. Mẫn ba ăn nha cả nhà. Đây. Ôi cả nhà coi đã không? Gì quá. Vừa mới lên luôn, cái này cúng thì khoảng 5-6 ngày nó mới chín nha cả nhà. Có nhà nào lạnh thì khoảng 7 ngày, nhưng mà cả nhà đây nè, chỉ cần đụng vô cái gai mà hơi mềm một cái là cả nhà lấy gọt vỏ ra ăn là cực kỳ ngon luôn ha. Đây nha. Ghiền luôn cả nhà ơi. 200 một ký nha. Đây em cho cả nhà coi nè. Trái này chắc tầm 2 ký nè. Đó. Đó, đi ha. Ghiền luôn nè.